Xin mời chương ông quý chủ. Ông chuẩn bị đặt cả một tổ cái tâm nạc này tại vị thị tâm nạc tổ thực tiết hay số một câu vị thị ca này chuẩn từ mấy tử vi nè nằm nàng đào mình đang đào đồng ní nằm mấy bản tổ có sầm nua xua đòn ông bù mình để chia nè rô hồ rên mình chỉ vật môi không cho nào mẹ rồi thì mình vẫn nợ một tí săn sóc xong phải mùi và xong ở con lục thiền một đoạn tiết hay cơ xong cổ đốc phong chùm đông chùm đẹp để bạn ăn nhạc được trong bát bằng to dùm nua từ đó mình đang ra thác với ní để rồi thì mình chỉ vật bị một tí xong phải mùi và dùm nua bằng to tôi tiết ông ban bằng chạy chun ông chùm đông chùm đẹp hơi thả ông ban khơi nhẹ yếm sợ trầy bần đá sợ trầy miên trầy phù hình chân xùm đúa số thật ta ông khơi kê bần đá bì na tàu ná xùm chìm về bà xa lúc mi chê vi cứ tha khnhom mơ từ khang cát thuyền cát khnhom nơi cù bay cầm núi nó như bay chiang chết cả bài mọt bằng mũi nó hơi khnhom cần lấy khơi tam và lọ thuyền nó cả nó khơi sấy nó cua thông mình được sấy nó đà máu khơi mình được sấy và đà nó khơi thẹt toát nè lần chạy đua lần ấy khnhom cùng bạn mơ chập chọc chập đá nữa vừa khai khẳng long đi cái thứ nhom lụi mơ những cái vay nhom khai cái thứ từ đường cao mấy nhom nhom lối rồi cả lên cái tiệm lên mà play được khơi chứ nó ngay là nhom bàn khơi đường play nhom để nhom lụi mơ và chọc chọc và xong mà còn chứ ông khơi nẹ miền tây phù nó còn mà nẹ hay nẹ yếm bật đá nè miền tây bu nó còn mạnh nè trong chấm điểm thà nè để tây bu nó mới cầm nè đây hay nè để bật đá nó khơi bị bấy nè đau bị còi miền bản năng ông khơi bắt thà thét rừng bây giờ toàn tốt mẹ thẹn tốt mình đại khơi nè na chơi tốt chơi đá lên nó giấy kia kia cái chả là thẹn chả là tè riêng ấy là nó người khơi chứ và đá mình đứng là nó người chăng à thò mà đá mình phơi đá đứng tiền tôm chụp phúc đi chụp phúc nó người thò mà đá thì một phơi một lần 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 luôn một o đá cho nhỏ đi nhom chứ ông mình ông chăm ông tích ông chăm đào pi miền phượng của hóm xong ông miền bắc sa hàng ban ai sộp xong lấy cho ông nhà bộ phái ban ông chơi tình gì môn tứ ở bộ phái ban đây dân thăng phía xa ông trại chiến nướng sẽ đập bọt bán ông đấy và hay ông trong ban ông xong lấy ông nướng ban từ tua tiền không ai tiền được không lý hay tiền ở bên chi chuyển không ai được không cầm bên chi tiền mua cái ai sẽ đập tam một chút rồi co tu được tua phong hay có ai miền ca bộ phái chỉ biết tha anh ta chiết chỉ biết tha bộ đất tây để cái ai chân đạp nơi lừa bị phục lục phong ông này đời chạy đón khi ông có ở sầm núi hay đấy hay khi ông có sống anh nhát bị lục đầu tiên đồng bay phật đo học ca tôi đo ông bu mình đồng bay tăng sầm núi tôi xua chôn chọp chọt nâu bên đài mê thủ vị đã một lần đã thảo vị đi trong xem xem thiết bàn su cho bạn xôm ở quân vật xâm trình mê thủ vị trong bàn to tiết đại quân trơ xâm trình mê thủ vị trong môi và xôm ở quân lộc bạch thiên nâng xong cổ lục bạch thiên của đôi chị ông xâm là ca tăng mùi
Xong chùm rịp xuống lục ôm bu mến. Nhóm miên xùm nô môi chùm nô nằm bay xuống tới lục ôm. Hay nhóm xong lục ôm chui chú lòi giang khlay khlay đi. Đầm bay giờ chui đi đời xa bê bì liệp bọc rộng nằm đằng ra vì ní. Nhóm miên bê dạ bê khlay. Chẳng nhóm xong lục ôm chui chú lòi khlay khlay tên năng xùm nô bọc nhóm xong ạ côn. Xùm nô ti môi bọc nhóm nhóm chong xuống tha. Chắp tăng bì lục ôm tạ đông tì xong phơi môi máu kết phơ tì rôn nạc cam tà lơ lục ôm đầm bây xạ xua dô chùm lòi. Ta rồi dạ bê xà rộp nê ca thơ tì rôn nạc cam mà lơ lục ôm nâng. Miên rồi dạ bê bà mán. Khi em xong chùm riêng bà xa lục mê thư vi. Nhật xoay mê thư vi. Khi em ứng nâng vừa đưa chì mê ca phlích phlang. Dạ bê để cái xu dùm lao nâng vì chờn khai đấy. Chờn à tiếp đấy. Chờn khai đấy chờn tiếp. Tấn là thoa mà đá nơi chọp. Nơi không cúc nâng vì tùm ôm ta. Tăng bị thoát là hốt đó. Có lại tấn đoàn quấy vì dũ đấy. Hốt tập bò rêu rêu nâng. Anh xong bị chạy. Tự khẩu hình tích mình. Vì thoa mà đá đây. À, nơi cầm năng pin luôn kìm toàn chạp vào đầm rất dương đi bỏ xoay dương thì đòi dương cơm cầm năng dương on này bằng thì bỏ xoay dương việc đã bỏ xoay những khi giờ từ vay ở vay ấy xong đào vay miền tầm bảy miền tầm lá à nó mới xoay chán cái chơi nhà xoay mấy mối xoay lần xong xong con lộc ốm nhâm xong bật to xong nó tippi tẹt tông nâng sầm đầu típ pi nhâm trong xu lõm tha nết ngay bầm pel khai mẹ cá chân nam mập bầm bồn rồi chặt sầm bồn pe nung lõm man chạ chân pi mình tì so mập hơi mùi pe đại ông chạ chân pi mình tì so mập hơi mùi nu miên mình sắc kháng sân thì sọc mình tì so mập hơi mùi ban bằng không ông tới chìm mùi cọt pe nu ta mẹ đề bằng không ban đây thang son để sọc để bằng khom ôm tới chùm mũi nâng cọt miên chùm mùa vậy đấy hai miên khen bằng mắn nè xong chùm rìa bà xa lục mê thư vi nhóm đôi chìa mần trăm thao bằng mắn nè thì văn đăng chú bác hạ bà đá xong tới cắt giúp nâng với tam chìa ca đôn tam ấy nâng và nó trên bị cục tiêu sáng tóc nó cả lại mũi đưa cả lại mà đông cả lại bao tu tu cả lại trẻ mũi từ nâng nặng lên từ nâng sân đó là phần lúc nó mà chạp đào đào trên thì cắt tam chỉ cả đồng à. Hay cắt tam chỉ cả đồng tới một lần chỉ miên thì con top ở đây nhảy chấm mắm nâng vào màn nhảy đấy dùng play chơi vừa phơi với nâng cái vô thì sẽ mập cho được cái vô thì thử ấy nhưng mà đăng đòi chẳng có phê là phê lên đăng hưởng ấy đăng chụp mà nẹ đi và còn là khơi miền phê kịp lương lúc ông nhầm ở con chân bánh tay nhầm xong xua tệ tôn tới chmô chmô nẹ dìm đại kê tư chùm mùi lúc ông ta lúc ông ai chăm bán tiết thật ta còn miền chmô vậy đấy bởi nẹ quái chăm đó là nẹ non và đá dẫn mình chăm lấy chơi chà xong ở con lúc ông nhầm xong bắt đầu xong nối nhầm môi tiết đại chế sầm nô trong cõi nhâm trong xua tha cà phê nâng lục ông ban lư sầm lệ nhờ lan đặc nẹt tô chanh pi mình ti sòm phơi muối tiếng ngày tiếng dục ông ban lư sầm lệ tha lan đặc chanh nhâm quán trong xua lục ông tha bê đại ông lư sầm lệ nâng lan đặc chanh tam trợ từ khẳng lệch rồi có tam trợ từ khẳng cạt sầm lục ông ron đặc mơ sân cầm a hơi chlao ý xong lục ông rôn nực sân bà sân chị ông chám ông xong ông chlao ý ta bà sân chị ọt chám có ọt ấy đây lục ông chám nhóm chám là về lịch lại khai thì vô là hướng làm chánh làm chỗ về chuyện thọ mà đá bị pê đúng không vừa mình đang chơi
ដឹកចូលអាដឹកចេញមិនដឹងដឹកចេញទៅណាអាដឹកចូលនឹងទៅចូលមកកន្លែងជួសឡែងហើយឮសូរសម្លេងចេញនឹងសម្លេងចូលអានឹងពាក្យថាឮសម្លេងប៉ុន្តែវាមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកព្រោះខ្ញុំកាលនោះនៅជាអ្នកចូលនៅក្នុងកន្លែងប្រឡោះមួយហើយនឹងកន្លែងហួមហ្នឹងមិនគេឲ្យមើលនឹងកន្លែងគេឈប់នៅមុខគុកទួលឆ្លែងនេះបាទបានឃើញសូមអរ ខ្ញុំសូមទោសប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តសំណួរមួយទៀតដើម្បីបន្តទៅខាងលោកអ៊ំចឹងខ្ញុំសូមបន្តសំណួរមួយទៀតសំណួរមួយទៀតតាក់តងទៅនឹងលោកអ៊ំបានបាននិយាយថាលោកអ៊ំបានឮសម្លេងសម្រែកធ្ងររបស់ជនរងគ្រោះគឺអ្នកទោសនៅក្នុងមន្ទីរស-21ស្រែកពីការឈឺចាប់របស់ពួកគាត់តើពេលដែលលោកអ៊ំឮសម្លេងនោះលោកជនចាប់ចោត ឈ្មោះដូចគាត់នៅទីនោះជាមួយលោកអ៊ំដែរឬក៏អត់កាលឮសូរសម្លេងនឹងចេះខ្ញុំដេកនៅលើបន្ទប់រួមនៅខាងលើអគារកចន្ទទី3នឹងឮសូរសម្លេងយប់ឬសូរវ៉ាបាយវាយសួរចម្លើយឲ្យខ្ញុំឈឺស្រែកយំម៉ាយអើយជួយផងខ្ញុំងាប់ហើយគេវាយងាប់ហើយឮសូរស្រែកយំច្បាស់ចេះ លីសោពេញជុំមកវិញមកបរិវេណគុកទួលខ្លែងផ្ទះជុំវិញនឹងពីដើមសឹកតាផ្ទះវាយស៊ូចម្លោយអ្នកទោសប៉ុន្តែឥឡូវនឹងមកខ្ទិចទីអស់អាខ្លះក៏រុះទៅពីចិត្តទឹកមួននៅរុះខ្លះអីខ្លះទៅឥឡូវគេកសាងផ្ទះថ្មីផ្ទះថ្មពេញទឹកពេញដីមិនដឹងស្អីណាបាត់បង់ហើយអត់សំណងអាសាតអត់តែបាត់អើយអាលុបអស់ហើយអាស្លាកស្នាម ផ្ទះស៊ូចម្លោយខ្ញុំនៅក្រោយអាគារអានោះក្រៅគុកគូបើទៅជាផ្ទះរបស់គេអស់បាត់បង់ហើយស្លាកស្នាមពីមុនលែងមួយស្គាល់មើលមិនយល់ទេខ្ញុំអស់ខ្ញុំសូមអស់សំណួរនិងសូមអរគុណលោកអ៊ំដែលបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជើញមេធាវីតទៀតមេធាវីតំណាងដើមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមជើញ Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour Monsieur Boumeng. Je voudrais vous poser les quelques questions suivantes. Premièrement, vous avez dit que dans la cellule collective où vous étiez, il y avait des détenus étrangers d'apparence occidentale. Est-ce que ces détenus ont été emmenés un jour ou est-ce qu'ils étaient toujours dans la cellule lorsque vous, vous l'avez quitté? នៅពេលដែលគេយកលោកចេញពីបន្ទប់នោះដដែលនៅពេលដែលគេយកលោកចេញពីបន្ទប់នោះមកនោះសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោករដ្ឋប្រវីនីដែលម្ដងរដ្ឋប្រវីនីដែលពេលដែលខ្ញុំឃើញនឹងឃើញចេះឃើញជាជនជាតិអឺរ៉ុបរាងខ្ពស់ហើយផ្នែកសស្អកក្បាលរាងកែរ៉ាពណ៌ទងដែង มันดังเจ้าไอ้เป็นเจ้าชนเจ้าอรุณหายเคยแต่ระยะเป็นใครสับบัตรเคยเคยในยูเลยเคยพายเจ้าสมนุนกับลักหายไปนั่งยิมโจมยิมจอบกุกนั่งกับไลน์อาเกียโก้นั่งคางจอนคางเลยนั่งกุบมันจุบรวมนั่งเคยมันยูเลยจับบัตร Merci. Vous avez indiqué que vous aviez vu des soldats vietnamiens en uniforme. Il n'y avait donc pas de doute que c'était bien des soldats vietnamiens. ដូច្នេះហើយលោកច្បាស់ថាពួកទៅនោះគឺជាទាហានវៀតណាមដែលអត់មានចម្ងល់ទេតើអញ្ចឹងឬទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកមីធាវីពីព្រោះថាទាហានវៀតណាមនឹងបានស្គាល់ថាវៀតណាមពីព្រោះឃើញពាក់មួកវខុសពីមួកអរិញកងទ័ពខ្មែរក្រហម
ອອງຕອກຫມາຍຄົມສົມລຽງເປ້ອ້າຍສັນຖານຂ້າມເປ້ຫມູກກະຕັບປະເລດຶກຈັນຄົມມູນີຍັງໃຫ້ຈໍາໄນອ້າຍສັນຖານຂອງກອງຕອບຢູ່ນະປໍກະລະປໍສ្លາຍຂາວອ້າຍໃຫ້ສົມລຽງເປ້ອ້າຍຖານເດນຶງປໍສ្លາຍໃຫ້ມີສັກເລີຍສະມາຈັ່ງໃຫ້ມີເປ້ຫມູກໂກບນຶງອານັ້ນການໄດ້ຂ້ອຍເຄີຍຍຸມສົງກໍຈະວ່າຈິດຕອບຢູ່ນ Je vous repose cette question parce que je trouve qu'il y a une ambiguïté, ou c'est moi qui ai mal compris, dans la réponse, c'est-à-dire savoir si ces soldats vietnamiens étaient des prisonniers qui auraient pu garder leur uniforme ou ils étaient en short, ou si ces soldats vietnamiens auraient été aux côtés des Khmer Rouges, des gardiens ou des organisateurs de la prison. សូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីតាមម្ដងរອບវិញនេះអានេះតាមខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំយល់ឃើញណាមិនមែនជាគេខ្លែងខ្លាយទេគេដូចពាក្យបរាងថាស៊ីនអញ្ចឹងអារបស់ស៊ីនវាសុទ្ធអាស៊ីននឹងវាសុទ្ធហើយវាមកពីនេះគ្មានពីណាបំពាក់គ្មានពីណាខ្លែងខ្លាយទេគឺវាច្បាស់ Vous confirmez alors que ces soldats n'avaient pas le statut de prisonnier. ខ្ញុំឆ្ងល់ធម្មតាដោយលោកកាំងគៀវហើយដូចចឹងលោកនិយាយថាតាមមកកន្លែងហ្នឹងគឺវាសុទ្ធគ្មានស្អីប្រកែកទេពាក្យថាខ្មាំងមួយម៉ាត់ហ្នឹងជុំបីតែខ្មាំងតបក៏ដោយខ្មាំងខ្ញុំក៏ដោយគឺថាខ្មាំងអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងវេកញែកជូនលោកស្រីដែរសូមចប់ Pardon. Par ailleurs, vous avez indiqué que vous voyez un certain nombre de gardiens qui avaient 15 ou 16 ans, c'est-à-dire des adolescents. Est-ce que vous avez vu des gardiens encore enfants, plus jeunes, de l'ordre de 10 ans? ក្រោមអាយុ 15 ឆ្នាំចុះដូចជាមិនដែលឃើញទេបើមានប្រហែលជាខ្ញុំភ្លេចភ្លាំងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែចើនភាគច្រើនច្រើនក្មេងអាយុ 15 ឆ្នាំ 16 ឆ្នាំ 7 10 20 អីឡើងហ្នឹងមានសូមបញ្ជាក់ប្រាប់តាមការឃើញនឹងផ្នែករបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះសូមចប់ Merci. Enfin, je voudrais vous poser deux questions personnelles. Est-ce que vous vous en voulez, en fait, d'avoir un jour signé les aveux que vous étiez obligé de signer à cause de la contrainte, alors que vous saviez que ces aveux étaient faux? ជំរាបប្រសាសន៍លោកមីធាវីលោកស្រីមីធាវីគឺថាពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់ភ័យផងអភ័យផងព្រួយផងច្បុកច្បល់វារួចស្មានមិនត្រូវអារម្មណ៍ខ្ញុំចេះតែធ្វើឲ្យទៅរួចពីដៃពីជើងទេតែការពិតគឺខ្ញុំមកគ្មានដូចថាវាគ្មាន
ហើយភេទអីគួរឲ្យគេសង្ស័យថាជាស៊ីអាជាការស៊ីបេវាគ្មានសុកចិត្តបែកខ្នងសុកចិត្តទៅរុនកម្មទទួលឬទៅរុនកម្មដោយវាហ៊ូប្រមាណហើយបើនិយាយខ្លីទៅអ្នកខ្លះគេវាយគេសារភាពគេយកទៅកំពេចចិត្តទៅចំពោះខ្ញុំគ្មានអញ្ចឹងទេខ្ញុំវាទៅជាខុសគេបាទគឺទៅសេតសញ្ញាទទួលតែក្រៅគេហៅថាក្រៅខ្លួនក្រៅចិត្តខ្ញុំចិត្តមិនមានអីយល់ស្របអីគេភាពទៅតាមអីចម្លើយនឹងទេបាទសូមចប់ Je crois que personne ne met ça en doute et je voulais vous poser une autre question. Est-ce que même au sein de l'atelier, entre peintres, sculpteurs, artistes, est-ce que vous évoquiez parfois les tortures dont les uns et les autres vous aviez été l'objet et les aveux qu'en fait les uns et les autres vous aviez dû passer ? ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកស្រីខ្ញុំពុំដែលនិយាយទេបានថាមិនដែលនិយាយពីពួកខ្ញុំខ្លាចទី1គឺឆ្មាំគុកនៅក្នុងនឹងទី2បីអ្នកចាក់សោខាងក្នុងផងខាងក្រៅផងអញ្ចឹងវាងាយណាស់រងទិរុណកម្មបើកាលណាយើងនិយាយកេះគៀវគ្នាពីរឿងនេះពីរឿងនោះទៅចែកគ្នាអីគឺមិនហ៊ានដែរបាទសូមចប់ពី Enfin, comment vous vivez aujourd'hui le fait d'être un survivant? នៅសំណួរចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់លោកចក្រមនិងលោកស្រីមេធាវីគឺរកបានធូរច្រើនពីក្នុងខ្លួនហើយខ្ញុំថានៅពេលថ្ងៃក្រោយនេះខ្ញុំថានឹងមានសន្តិភាពពិតយុត្តិធម៌ពិតចំពោះអ្នកស្លាប់ជាង 2 លានអ្នករឹកបីលានអ្នកនៅក្នុងរបបនោះហើយរួមខ្ញុំក្នុងចំណោមនោះផងដែលត្រូវទទួលទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើនិយាយពីការវាស់ទំហំសួរថាទំហំបណ្ណាលោកខ្ញុំក៏ប្រាប់លោកអង្កើតវាធំធេងពេកទរណកម្មបែកខ្ទេចខ្នងហើយចង់ស្លាប់ខ្លួនហើយថែមទាំងគូគំនូបានឲ្យលោកប្រធានសារៈគុកទួលខ្លែងសន្តិសុខសំភៃមួយនឹងទៀត ហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងមិនត្រឹមតែរួចខ្លួនឯងមួយទេសូមបីទៅជួយជីវិតប្រពន្ធក៏មិនបានផងសម័យនោះប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវស្លាប់ដោយសារអីនឹងដោយសារកំហុសរបស់នាងឬក៏ដោយសារកំហុសរបស់អ្នកណាឆ្លើយដាក់គាត់អានេះរឿងនេះគួរឲ្យសង្ស័យដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ថាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកចំពោះលោកចង់ចោទនឹងពីបីម៉ាត់តើប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់នៅកន្លែងណាចង់យល់ដីនឹងមកដល់បីមកជានិមិត្តរូបនៃការនឹកគុណ នឹកដើមធ្វើបុណ្យបញ្ជូនទៅឲ្យនាងឲ្យនាងស្ងប់ចិត្តថាបងបានទទួលជំនុំជម្រះនៅតុលាការវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការវិជាហៅថាអវតកនោះហើយអានឹងចង់អញ្ចឹងហើយចង់ធ្វើបុណ្យទៀតអីនឹងរំលឹកគុណដើម្បីមានតែប្រធាននេះទឹកដីទេដែលលោកដឹងមនុស្សស្លាប់កន្លែងណា ទៅរនកម្មសោកសៅកន្លែងណាកប់កន្លែងណាមានតែដីទេទឹកដីទេដែលលោកដឹងទឹកក៏លោកដឹងដីក៏លោកដឹងប្រធាននេះភាសាពុទ្ធសាសនាគេថាព្រះធរណីនិងព្រះគង្គាគង្គាគឺទឹកព្រះធរណីគឺដីអញ្ចឹងមានតែទឹកដីទេដែលអ្នកដឹងអ្នកដែលវាយមនុស្សចោលផលក៏បានឆ្លោយត្រង់ក៏បានឆ្លោយវាក៏បានប៉ុន្តែដីនឹងដឹង
đăng cả phổ phồn nhóm sạp này nâng chân dốt đây cái lấy nâng ạ mà bà lợi sư thán đốt thu nấp con đòi vì nhiên nó khăn nên bà kia bàn ngọc chật bà kia bàn nấp đo còn trong chọc. Merci, Monsieur Boumang. Monsieur le Président, c'est à vous que je voudrais faire une demande de la part de l'ensemble des groupes des partis civils. Nous souhaiterions pouvoir avoir 10 minutes de plus, car nous sommes quand même 7 avocats présents. Nous représentons 90 victimes qui, en liant toutes, si on fait un partage du temps, ça nous ferait une demi-minute par victime. Ce n'est pas tellement le compte poursuivi, mais nous avons des questions qui semblent légitimes à poser. Et heureusement, Monsieur le Président, depuis hier, vous interprétez largement le temps qui nous est imparti, car sinon, malgré nos efforts aux uns et aux autres, nous dépassons les 40 minutes, et ce souci du temps nous crée des problèmes d'organisation. Si nous savions qu'en cas de nécessité, nous avions 10 minutes de plus, eh bien, je pense que cela nous permettrait un travail plus harmonieux. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, si vous me permettez, éventuellement, si un temps supplémentaire était accordé aux représentants des partis civils, est-ce également un supplément si nécessaire sera accordé à la défense pour poser des questions? ខាងមេធាវីការពារដែលជាការប្រើពេលវេលានឹងដោយបានយាយច្បាស់លាស់ហើយថាខ្លួនប្រើពេលវេលានៅក្នុងអំឡុងពេល 7របស់អ្នករៀនជីវិតអ៊ំប៊ូមេងអ៊ំចង់តាំងសំណួរយ៉ាងដូចម្ដេចជាក់លាក់ចំពោះជនជាប់ចោតនាពេលនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមចង់ជួថាកាត់កំទេចប្រព័ន្ធខ្ញុំចោល សម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំចោលនៅគុកទួលឆ្លែងឬមួយក៏នៅជើងឯកឬមួយនៅកន្លែងណាដល់តែទៀតដែលលោកមានសិទ្ធផ្លាស់ប្ដូរគ្នាឬក៏សម្រាប់នាងពីព្រោះអញ្ចេះវាយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនៅប្រពន្ធខ្ញុំផ្ទះប្រពន្ធខ្ញុំបងប្អូនវានៅស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំទៅសួរបងឆ្លើយខ្ញុំនៅរីស្រុកថ្ងៃ មានតែមានដែលឃើញបងប្រពន្ធខ្ញុំមកនឹងទេតាមដែលគេបាត់ខ្ញុំចូលរហូតតាំងពីនោះមកអឺបើអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាទីវាយចោលហើយចោលគុកមួយខ្ញុំឥឡូវទីវាយចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់សួរថាវាយនៅកន្លែងណាខ្ញុំទៅយកដីដើម្បីទៅយកដីនឹងទេមិនចង់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែនេះវាមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយពីព្រោះពាក្យបណ្ដឹងមួយមួយសិតតែមានឯកសារដើមនៅទូស្លែងនឹងក៏មានឯកសាររបស់នាង ហើយខ្ញុំក៏មានឯកសារដែរតែបាត់អត់តាយទៅនឹងយ៉ាងម៉េចទេហើយនឹងជារកឃើញមិនឃើញអានឹងវានៅលើមន្ត្រីសើបកិច្ចសាលាក្តីស្រាវជ្រាវលោកមានឱកាសសើបអង្កេតទេសំងៃខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ណាសូមអរគុណអំភិយឡើងវិញថាភរិយារបស់អំដែលជាប់នៅមន្ទីរស.២១ជាមួយអំនឹងឈ្មោះម៉ាយឿន ហៅធីអញ្ចឹងមែនទេបាទពិតប្រាកដមែនហើយលោកចៅក្រមបាទឈ្មោះដូចជាលោកចៅក្រមបញ្ជាក់មិញទេលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចសំណួរទី1តើលោកស្គាល់ម៉ាយឿនហៅធីដែរទេហើយបើស្គាល់សំណួររបស់គាត់សួរថា តើក្នុងការចាត់ចែងក្នុងអំឡុងពេលលោកជាប្រធានមន្ត្រីសន្តិសុខស.21 ហ្នឹងការនាំប្រពន្ធគាត់ទៅកំទេច
từ sầm lấp nâng sầm lấp nơi ná nơi trùng vinh bờ đầu bên này mình ti son sọc mà chạm mình đồ là son phải môi mà chạm mình đồ không pính rứ co nằm từ sầm lấp nơi việc bị khiết trường ai chúng được bớt sang lục bát thiên sầm ao quân lục bát thiên anh nhàn ao khiêm trời sầm luôn đi chúng được bớt sang lục mây chúng phô rụng rộng mình nhé khi nhóm cực đồn mà dương thật đồn này dùng mùi khi nhé sọc gặp hiếp lộn là ồ khi nhóm tạo sốt mà nơi bé để chụp lộn bình ngà thay mà phí bầm bay công phép phí bầm bầm bay nơi mốc lộn cả gồm sức một kết khi nhóm chăng bầm pinh bầm non rồi bỏ lộn ở chấp bắt cập bần đợi vì khu sử mặt tập hiếp khi nhóm càng nghe chạy sau đây bẹp ni kê nè thôi kháng cao gặp bằng được khám xông xăng để than chung lúc thà bà bôn lúc bà hai chị ai tự ấy bằng chân ai cũng này ấy nó nì cứ xông xăng để than bằng năng tình tâm nì khi có chăng áo ấy căn tới chất bà thật tiết xông ông qua có chất lúc sai chắc đây mẹ ta đòi mất hôi từ xua vía bà xanh như vía ai chui lúc bà hai chị miên bà sức tập hiệp chân khi nhóm nì khám xông chung điệp bằng năng xong lúc mẹ ta tự tuôn nơi sẽ có đi cố rút rồi bọc xong chúng bố vinh nhân là khăn của bọn lúc nên khám xong bởi dịp chung bọn này chân chấp cháu xong chui bằng rừng nơi xong ở đây ở bàn rừng nâng nó hay rung ngọc rầm lần này về đội khné về tiếng nẹt rồi nên vật tiếng chuẩn chụp chào sát tại miền cà rừng thốt nơi về đài sắp đập nơi bờ rừng miền nơi sắc hay cam nền ni đài khi lúc mình trăng bây giờ tây tạ ca chẳng ông mà dướn mà ông bù mấy chợ bà hơi thà thì mỗi cứ buồn bà ông nắng cứ mình chợ bà lo tê còn đặc ca thân là than nắng cứ thị trơn bà hai chia nơi dọc từ sầm lấp nơi ai biết bị khiết trường ai lo anh đây xa ca ông lòng pê lê đây xa ca châu một nơi đó nắng cứ lòng lòng chợ sầm pê đây miền cao bị vọt này đầm na ca xã na ca cái lòng một ní cứ tập bồn lái đầm tập bốn cứ ban tập rệt được nông bò tập ven này mình tì sanh sọc so mà phây muối cục tuột sấy hay cày móc ban riết đal nơi nông bò tập ven này tập bón chung bình tuột sấy như này chạm mình đồ so mà phây muối mà chạm mình đồ không bình ní hay cày một tiết có ông long pel chặt pel chặt bay ní cứ ban bị vọt này cả phật đồ tì cày lại ní từ sầm lấp nơi việt bị khiết chương ai chẳng cam ca sanh than ní cứ bị xòm rồi mũi trong thang cả lập vọt cả lại thì sạ nắng cứ đòi làm lại cá đại trời phố đố thì cái này cầm tịch những thời trường ấy đi tam là tập hồ này cả đập khay cầm thì ni đang tăng vị phơi tăng vị bạc xâm lạc cá là hồ là pini riêng từ tuột bờ đầm biên phần này hay bờ hai chia tam cá để trong bàn chuyện lẹ cho bạc lo nóng bờ hai chia bị bạ rồi nóng cá cho bạc lo để xa hết chuẩn đường kêu đại trời xâm lập nô cứ ở chiêng mùi mơn nẹ mà mơn nẹ chiêng mà mơn nẹ nó mà mơn pi pon bay rơi chiêng mà mơn pi pon bay rơi chiêng nẹ nâng còn té nẹ đài ban cho mình chi đi hay nẹ đài ắt cho mình chi hay nâng cộ mà nâng cứ miên chấm nuôn sẽ ăn tiệt chẳng ngay ban chỉ dương prau phía xa môi thà giang tách bẩm phật cứ bà hai nâng và đàm láng cứ mùi mơn bay pon chiêng nó mà mơn bay pon pi rơi bay sập bẩm an bay phần tai còi móc cái xa miền ca trút biển đất mình chi làng vĩnh miền mình chi để giờ xây trút khnết là hồ đòn mà rơi ở vùng bờ nẹt chẳng hết bàn chi miền ca đỏ tới khi miền ca thoi cho mà nơi trâm mà pon pi rồi chiềng ní chi chầm nuốt tách bằng phật mà mơn pi pon chiềng cứ miền chầm nuốt tách bằng phật phần tai chầm nuốt ai chia ra chiềng ní chi bàn to ní chân chập cháo
ៅពីភាសាអមិញដែលលោកបាននិយាយតបឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ំប៊ូមេងដែលមានអ្នករស់រើមានជីវិតគាត់ហើយទទួលប្រពន្ធគាត់បានត្រូវបានគេសម្លាប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខស1សំណួរអង្គយមរះសួរថាតើក្រៅពីចំណុចនេះជនចាប់ចោតមានអ្វីធ្វើការកត់សម្គាល់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍នៅការផ្ដាល់សក្ខីកម្មសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ៊ំប៊ូមេងក្នុងអំឡុងពេលកន្លងមកដែរឬទេបើមានការកត់សម្គាល់អង្គយមរះអនុញ្ញាតជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានដំបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកឧមេងម្នាក់ក៏ដូចជាបញ្ជាក់ជូនជនរងគ្រោះទាំងអស់លោកឧមេងចេះតែចោទបញ្ហាថាតើខ្ញុំខុសអីប្រពន្ធខ្ញុំខុសអីនេះវាជាបញ្ហាដែលខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយស្មោះត្រង់ចំនួននោះខ្ញុំបានឆ្លើយជំរាបបងមីម្សិលមិញហើយបញ្ហានេះអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងគេគេរើសឈ្មោះដាក់ CA កាស៊ី B ភ្នាក់ងារយួនលេបទឹកដីបល័យពុជសាសតាមតែគោលបំណងរបស់គេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារឡើងវិញប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាសម័យមហាបដិវត្តន៍បព្វធរប្រទេសចិនគេចោតប្រកាន់អ្នកនេះមានកំណត់ដូចលៀនពៀវនេះមិនកើតចំណត់ពួកក្រុម4នាក់ដូច្នេះខ្មែរយើងមិនយកតាមនោះទេពលពតក៏ដើរតួទៅផ្សេងដែរដូចកំប៉ុណ្ណឹងទឹះដៅកំពីងអ្នកប្រឆាំងដូចគ្នាសរុបមកអាមនុស្សបែបនេះចង់បំផុតតាទៅជាអ្វីខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងមីម្សិលមិញហើយបងមីក៏សួរខ្ញុំថាតើអស់ហើយនៅ CA កាប់ ZB នោះខ្ញុំឆ្លើយជម្រាបបងមីថាគឺអ្នកប្រឆាំងនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាអ្នកប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតនឹងឯងដែលវាយរំលំប៉ុលពតឲ្យបាំងខ្ចាយពីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃ6មករា1979ហើយរហូតចង់បញ្ចប់នៃជីវិតនយោបាយមួយដែលហ្វាស៊ីសគឺវាចាប់នៅថ្ងៃ6មីនា1999ដូច្នេះអាការចេះស្ដាយចត់ប្រកាន់ប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាអន្តរាយរូបដល់ចង់បញ្ចប់វាទលិចទៅជារូបភាពកັບចាក់គ្នាឯងក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាតិប្រជាជនកម្ពុជាថាអកតកម្មនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់វាជាអកតកម្មរបស់អ្នកខាងលើក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងអ្នកខាងក្រោមដែលជាបកជនវានៅមានក្នុងនោះក្នុងទូទាំងប្រទេសមនុស្សអស់ជាងម្លៀនអ្នកខ្ញុំក្នុងឋានៈជាបកជនមួយរូបខ្ញុំអត់គេចទេសូមទទួលខុសត្រូវចំពោះខាងផ្លូវចិត្តចំពោះវិញ្ញាណខាងនេះអស់ដោយឡែកនៅមន្ទីរស21ជីវិតមនុស្សជាង10000នាក់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់អូនក្បាលជូនអវតកជំនុំជម្រះខ្ញុំតាមអ្នកឯងក្នុងក្របខណ្ឌមន្ទីរស21គ្មានឲ្យតាក់ទងដល់កូនចៅណានេះគឺទទួលប៉ុណ្ណឹងទាំងស្រុងហើយវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកអស់នោះខ្ញុំបានអធិដ្ឋានជូនគេចប់ដប់ជាប្រចាំខ្ញុំអត់ភ្លេចទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយនេះដើម្បីមិនមែនកិច្ចកែអំពីទរណកម្មអំពីអកតកម្មរបស់ខ្លួនទេនិយាយលើកស្ដាងឲ្យវាឃើញថាទទួលស្គាល់អកតកម្មត្រឹមកម្រិតណានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះជាបន្តនេះសូមបង្គុលវេទិកាទៅមេធាវីកាពីក្ដីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរសំណួរដល់អ៊ំប៊ូមេងដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21មួយរូបក្នុងចំណោម
អ្នករៀនមានជីវិតដតៃទៀតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារក្តីប្រសិនបើមានសំណួរសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចៅក្រមទាំងអស់ជាទីគោរពសំណួររបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យលោកប៊ូមេងបញ្ជាក់ពីព្រោះការឆ្លើយរបស់លោកខ្ញុំស្ដាប់ទៅកន្លែងខ្លះហាក់ដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ពេលលោកជាប់នៅស21តើមានឮសូរសំឡេងស្រែកសំឡេងយំមែនឬទេពីព្រោះដល់ពេលចិត្តបញ្ចប់ព្រឹកមិញចិត្តបញ្ចប់លោកបានថាណែនណែនបន្ទប់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងពេញអាគារហ្នឹងគឺស្ងាត់ឈឹងអត់មានអ្នកណាហ៊ានមាត់ហ៊ានកអីទេតែខ្សឹបគ្នាហ្នឹងមិនហ៊ានឲ្យលឺផងអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាចម្លើយរបស់លោកពីព្រឹកនឹងថ្ងៃត្រង់ចិត្តថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នានេះសូមលោកបញ្ជាក់ឡើងវិញតើវាយ៉ាងម៉េចចម្លើយរបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយបញ្ជាក់ប្រាប់លោកមេធាវីការពារក្តីពាក្យថាស្ងាត់ជំងំហ្នឹងត្រង់ថាគេបិទទ្វារចិត្តដល់ពេលគេជំនឿខ្ញុំចេញខ្ញុំមិនអាចនឹងហ៊ានមើលតាមបន្ទប់ទេបើមិនចឹងទេក៏ភ្លើងនៅលើស្មាគេដឹងគេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាខ្មាំងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយថាឃើញយ៉ាងម៉េចបាទហើយពេលដែលខ្ញុំឮនឹងគឺឮនឹងជាជាពិតប្រាកដមែនបាទការស្រែកចុះបីបិទទ្វារមិនខ្ញុំនៅឮដែរស្រែកមនុស្សក៏ទៅវាយចិត្តងាប់ហើយរឿងអីមិនស្រែកស្រែកឡើងពងចង់បែកកដាជាកាលនោះជាខ្ញុំមិនអន់អញ្ចឹងណាជាខ្ញុំនៅខ្លាំងផ្នែកខ្ញុំនៅខ្លាំងណាផ្នែកមនុស្សខ្ញុំគ្រាន់តែមើលអញ្ចឹងខ្ញុំគូដូចបាទមិននិយាយអួតទេបើមិនជឿសួរលោកដូចទៅកូនជីវីកូនក្តីរបស់លោកស្រាប់ហើយនៅបងរបស់ខ្ញុំចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមលោកបញ្ជាក់ឡើងវិញពីព្រោះព្រឹកមិញអាចិតថ្ងៃត្រង់នេះលោកថាណែនណែនពេញអាគារមនុស្សពេញអាគារមិនមែនពេលលោករត់ទេពេលលោករត់វាអស់មនុស្សទៅហើយអាពេលថាពេញអាគារមនុស្សពេញអាគារនេះឲ្យស្ងាត់ឈឹងអត់មានអ្នកណាហ៊ានមាត់ហ៊ានស្រែកអីទេពេលដែលសួរគ្នាក៏អត់ហ៊ានសួរខ្លាំងសិតតែខ្សឹបនឹងខ្លាចអាអ្នកដើរលឺទៀតនេះហើយចុះហេតុអីក៏លោកពិព្រឹកស្រែកថាវាមានលឺសូរសំឡេងស្រែកសំឡេងយំវាហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ហ្នឹងមិនមែនឲ្យបញ្ជាក់ថាអារៀបចេញទៅទេសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកមេធាវីការពារក្តីរឿងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់និយាយប្រាប់អញ្ចេះពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងខ្ញុំឮសម្រែកស្រែកចឹងមែនជុំវិញនឹងសិតតផ្ទះវាយសួរចម្លើយអ្នកទោសបាទហើយអាក្នុងអ្នកទោសនៅក្នុងអាគារហ្នឹងมันឲ្យមានសម្ដែងស្រែកមែនតែអាណាហ៊ានគឺជួយទៅលន់កម្មហើយគេវាយហើយប៉ុន្តែពេលគេយកទៅវាយសួរចម្លើយនៅខាងក្រៅគេបិទទ្វារគេវាយអ្នកស្រែកជាលឺសូរចឹងអានោះខ្ញុំឮតាមតិចខ្ញុំឮសូរទេមិនមែនខ្ញុំចង់ដាក់ទងន់ទៅលើលោកណាក៏ខ្ញុំមិនទេខ្ញុំនិយាយតាមភាពយុត្តិធម៌មានអ្នកតាប្រងដៃជាប្រធានបើខ្ញុំមិននិយាយមិនពិតចេញទៅឡានបុកងប់ព្រមសូមអរគុណខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ដើម្បីបានច្បាស់ប៉ុណ្ណោះទេទី2ក៏សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរលោកថាពួកកូនចៅតាដូចពេលទាត់វៀតណាមដែលភូតផោចេះថាចេះសូនរូបម្ដងលោកថាតាដូចបញ្ជាឲ្យទាត់សុទ្ធម្នាក់មួយជើងដល់លោកប្រធានសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកថាតាដូចអត់បានបជាទេតាដូចទៅបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមលោកបញ្ជាក់ឡើងវិញតើតាដូចបានបញ្ជាឲ្យគេទាត់ឬក៏អត់ដែលពិតប្រាកដនោះអ
Sum Jimmy Pasa look made a week up here today. People ta car the Kim Nigay, Mianca, Plick Plank, Carmul had Mopi, the Luna Camden with one small plate, Kim Nigay, and Jay, but wait for William Pierce and they bought Lunte. But look, Luyana go with Yang Long High. Pantai, car, flick plang about Kyum with Jerry Tom La, Munita two to Long Kam Twin to know with Tanja Flick Plang High, Smart Diamond Pink Ling Day. Bob Pierroy Nazar, a Moy Pierroy even. No play around Kyum. With Tech Tom, Tang Pirian Kai Lang, Coy Ohai. Chọc phía phơi chất cái đấy, phơi cài cái đấy, việc tích tòm hơi. Ông mình thua rõm ôi nâng nơ hồn á, ông ai chờ miền ca lòng bạc đấy để xa miền mà nó chả nẹ xua ông tại mà nẹ hay ông lòng phê lên ca xua xùm nô nâng cực bình một ngày hơi. Chẳng chỉ ca lòng bạc đấy bần tay nợp ông lòng phê khlay để đi để ông chẳng ông thư ca tạm rộp tổng rùa rõm làng vĩnh. Hơi nơi khăn ông xùm nô ní, chia ca xua bình chế, miền ở tình này thá, ta ông bàn lứ đụng, chạy chuyên cho cháu nâng bình chia con cháu bọc cột, bình chia nẹ, các rau mà vạt bọc cột nâng ai vi, từ lư chuyên chết Việt Nam mà nẹ, rư có nẹ khá tha chia, khám ai cam bình chia rau mà nẹ, đài l... Aang thật luôn chia vì chất là co hơi chè cu chè sôn rụp nú hơi thường cao hơn thà ta quật đôi bình chi ao váy rứ có ở tì mà này thà đôi chạ tranh từ hơi từ cồn chai crom mà vát để no mà nú nâng mộc nâng cứ thưa để chặt ảnh vì mình là cái nạn khóc nề bình tây chứ thà muối miền ta bình chi rứ có muối cứ nhẹ để no mộc nóng cứ mụn nom được với những cứ thưa đồn cam cứ vay đom từ lưu mà nuốt nóng đời khôn ảnh ta vẫn năng thì chẳng biết từ nuốt tại pi pi để ai chơi rơi muối nát để chuyện lẹ anh yêu mình khơi trong chìm biết lúc và xa lúc chờ cầm nhóm vừa mình khơi hơi của mình lui nâng để chuyện đòn chẳng nhóm mình cho này tham tha cọt bình kia rư mũi co cọt một bình kia rư mũi co côn chả cọt thua đòi luôn cọt cùng đằng này à nâng khi nhom chẳng gì chứ thom đá bậc miên bình kia bị mây cao ấy bị mây ấy cứ côn mà hiền đấy phụ nó khá nhá bậc phụ khi nhom cọt cho cốc khi nhom khơi cho tu phuối ở ở nẹt thứ ca nước nông nông đang co thà mất co rồi mất kho thì khơi thì chơi khơi là thầm cái lẽ ai cho khổng ta chu phui thống mà khổp chút thức lóc nhưng mà đã khá tăng anh nâng nhầm chưa ta bà hãy chỉ khỉa con của mình nâng anh còn sẵn tháng đó có nhóm đi con mình đang cho bà đi vì phù rương bọc kháng lớ sẽ anh kháng lớ kì xà là phía kì như vậy mấy anh nâng kì rương bọc tiếp sinh kìa bà càng toàn tháng bọc nhóm nâng khơi chẳng អញ្ចឹងអ៊ំណាបញ្ហានេះអ៊ំអាចមានការចម្លងបន្តិចក្នុងនាមអ៊ំជាអ្នករស់រៀនមានជីវិតការដែលសួរនេះគឺព័ត៌មានដែលអ៊ំឆ្លើយទីមួយគឺឆ្លោះមិនចាំងអំពីជីវិតរបស់អ៊ំដែលទុកសោកវេទនារបស់អ៊ំផ្ទាល់ហើយនឹងដំណាងឲ្យប្រពន្ធរបស់អ៊ំចំនួនឲ្យគ្រួសាររបស់អ៊ំរឿងតតាំងអំពីរឿងហេតុដែលប្រព្រឹត្តកម្មទៅលើប្រពន្ធរបស់អ៊ំប៉ុន្តែឥឡូវនេះព័ត៌មានសួរតេតិនជាមួយនឹងរឿងពិតប្រកប ถ้าเกิดมีนในที่นั้นอ่ะเวียนมีเรื่องเซจิตเตียนจะมีในจุดจับจาวจังปัญหาองค์สัมมาคาร์มันจองบ้านหรือก็เจียสะใสมันอาจเฉลยแบบสันนิษฐานบานดีการสันนิษฐานเจียเพี้ยกี้ให้สันนิษฐานจองคอยวิเพี้ยเสมัยตรมตรือหรือมันตรือคือเจียเรื่องระบบองค์จุ่มจุ่มเรียยังคือจองเนียมเจียสะใสคือก่อนบัตรที่สุธา เคยปัดหรือก็มันปัดคือชลายไอ้บ้านชาวบ้านล้อแต่เป็นนังมันอาจจะสันนิษฐานดีอมยุลเลยอาจสันนิษฐานได้บ่อมท่ามันดังคือมันดังดีบ่อมดังอันนั้นอมชลายถัดดังยังมันอาจเพื่อสันนิษฐานดีผู้สันนิษฐานมันแม่นแต่แบบตัวจะใส่แต่แบบเพื่อดีจังไปน้องกุ๊กยม
mình bán cho bà loa đấy khi nhôm chơi thang khi nhôm mình bán đăng ký và phần ta khơi khơi tập thể chẳng mệt phần còn là tha bên kia pin na rồi có cái chơi luôn cái thôi tiểu nhân cam nó ăn nó cực nhôm mình đăng này không còn chôm chơi còn nữa sum mấy vị bắt đầu sum nô xây dựng sum nô này cứ lên mình bài xuống tiệt đi chôm lời mình xong rum ai cho tôi giao bàn thôi sum học quân lục bù mấy sum nô tị bầy tiêu chấp lục pi xã hạ co một tầng vào đây tầng vào quân lục một so mà phây mũi một đạn được đẹp chưa một so mà phây mũi ta miệng đặt nó chưa người được tì xem chấm riết bà sa lúc mỹ thư vi ca phía cái đấy kỳ tê nữa kê thơ nhiều bài cho môn khi ông lõ nè nè đấy thì vô khi mau chập khi mau nâng kì chập đòi thì chạy vị thi thì chạy bàn thao thì chạy khi ông dễ lượng lãng thả vừa khi ông khó vừa khi ông chở vã ấy chong khi ông tê trap dễ phô khi ông chê bà nhung tha phô bà phô bà mình khơi bàn tư xả ra xả la ra chả nai ná bà chê xả la ra chả na tu xả la anh cục tu xả la anh thì bình nhà nâng ấy để tha phô khi nhung chẳng mà nạc kia kì phô khi nhung kì chạp thua lắm khi nhung làng kì lan được luôn ai đòi kì xa nó làng kì lan tư xả la ra chả na tư xôi ca nâng nâng kì lạp đầy buồn vừa mình chô tu xả la chô cục tu xả la ơ chô là đây xả la ra chả na chô cục tu xả la bình nè từ năng ai được nhom cháu tập phù hợp nhom pp số mai nhom sum ở cún ban chỉ nhom xua lục bình ao lục bạch chẹt nắng pp chấm lai rồi bỏ lục nư sa hạ bơi nhá cà pì ngày ti mà phi bấm buôn khai bấm bay cho năm pp còn bấm mui nư không ai cả xa ơ e ấn sôn sôn đập bùn hà pram mà phây bầm bấy đò sôn sôn đập bùn hà pram sam sập bầm bấy lục ban bình chẹt tha miên ca đặc nó tiếng ở đây tiếng bầm bùn tiếng chướng tiếng này hơi một đò bực mình đi lư tha đặc nó tại đại tê ở miên đại chướng tê chẳng ban chỉ nhôm xong xua bình chạy lúc lên lúc 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 lên vì bố tha thông đá đi lúc miền bà xa mình chẳng thả chả hơi hay từ tù tù rộng tì rôn cam chán vì miền ca lúc lên vì bố ca lúc ní vì mến tà lúc tì nẹ ná có chế lúc đai lực lên tại à thì tiếp đấy mình chế lúc ôi tà mình lúc nẹ ná có chế lúc đai nâng chắc bán thì xong xua ở lúc bà chạy xong ọ cun สมนุติบุญจำลายนึสหปริญญาลูกธาตายกรอยมกเติบขยมดังธานี่จีจำลายรัวลูกไอตายกรอยมกเติบขยมดังธาดักตือสำลับเจ้านึจึงไอគេដឹករាល់ថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាគេដឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដល់ដែរឬយ៉ាងណាសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីកាភៀក្តីពេលដែលថាដឹកចេញដឹកចូលឲ្យខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែដឹកយកទៅសម្លាប់ខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំគាត់ថាឡានចេញឡានចូលដឹកចេញដឹកចូលប៉ុនដំណឹងយកទៅណាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនបាទត្រង់ថាយកទៅសម្លាប់យកទៅកំទេចខ្ញុំអត់ដែរនិយាយទេសូមឲ្យលោកមេធាវីជួយបញ្ជាក់លេខ ERN ឬក៏លេខឯកសារយើងទាំងអស់គ្នាបានចាប់តាន់ផងបាទលេខឯកសារ ERN00 14 55 33បន្ទាត់ទី4ពីក្រោមឡើងលើប
บันทัดที่บุญปีกราวมลังลือนี่คืนถ้าใต้กรอยมกตืบขยมดังท่าเมียนกีปรับสับปรับกอดนะหอยเติบใต้กรอยมกตืบขยมดังท่าดักตื้อสำลับเจ้านื้อจึงไอ้ขันเกิดดักรอไงดักนั่งกีดังกีดักรอไงเตียงยุบเตียงไงแต่ปนังดีอย่างจังเนี้ยบ้านยมส้มตาลูกนื้อแดกซาจำลอยนี่นื้อดอกได้หรือยังน่ะมูลเฮ็ดได้ขยมส่วนนี่วิปรวมีนสะใสมาจำนวนถาดักแต่ยบยบด้ทั้งไอ้เกมได้ดักด้เนี่ยนี่ขีมจังดังจังอยู่วิไฟกำนัดนี่สมอคุณขีมสมจำเรียบภาษาโลกวิปรวเรื่องขีมในจอบในเลือกกี้ก็นึงในจอนของเลือกนึงเขียนลุยโซ่สมเลยหลานเตียงยุบเตียงไงปันท้ายตอนท่าเนี่ยเด็กดังกี่ชาวยานานั่งเจอเด็กจีบบอกกี่ลุยใจเด็กจีบบอกยมกึ่งยมลุยจังว่าพวกหลานนั่งเมียนเชงเมียนโจ้ปั๊มดังเจอดักมันนึกเถื่อนนะโยเถื่อนนะว่าเขียนความลุยโซ่ได้เด็กจีบลุยโซ่ว่าปันท้องเคยหลานนั่งมันเคยดิปนัดดังแต่ล้านชุบหนึ่งหมดเฉาะหนึ่งหนึ่งกระใบหมดเฉาะหนึ่งหนึ่งกาคุกตัวใส่หนึ่งหนึ่งกาได้ขังเล็กเฮ้ยเธอการหนึ่งมาเยอะมันดังแต่ใบมุกตนาเตียนคุกตัวใส่หนึ่งเวงเวงยังเตียนจึงตะบงกาเล็กในพลอยขมุกจะเชิญหนึ่งชุบหนึ่งทางเชิงได้ขยมมาโจลอกุกตัวไลน์ตัวบงยิงโจลที่เชิงนึงหากิดดักน้องนึ่งพลอยนึงคืนเจลือโจเจนโจลือชุบแต่นังไม่หลานต้องท่าดักมันนึกยืดจะไว้โจดักมันนึกมาโจกุกอ่ะนังดังที่ก่อนนั้นลือโจสมเด็จหลานโจล้างลือจังไม่สมออกคุณยิ่งจังไอ้ลูกไปเจาะไกลนังที่สมนู้ดที่แปรมเปจิงปีซอมาเผยมวยจิงตือจีมวยลูกวันนัดลูกจุ่มไม่ได้หรือตีได้ลูกจิงตือปีซอมาเผยมวยนั่นลูกจิงตือเนี่ยนาคลักจีมวยลูกสมจำเรียบภาษาโลกมีทวีกาเพียกใดคือบางตือจิงตือเนี่ยได้รู้เรียนมันจีบดนะน้องประมาณนั้นในเธอการในกลายกูรู้นั่งเกียงเข็มละก็ได้ขยมก็ได้เกียงกับนู้เหมือนเมื่อปีเนี่ยนัดแต่ขยมกูกับนู้สอกมานัดกูกับนู้ปอไอเข็มไหนเกียงจันนั่งกี่เกียงเข็มละเชื่อไอเกียงตู้จะคือเกียงโซนรูปคือเจนต้องออกคนเดียวพาทอนจันก็เจนเอิงเป๊กนั่งก็เจนต้องออกว่าเมียนคนเดียวต้องออกเกียงดอมเนี่ยไงต้องเปิดขยมพลิกแต่ละปู่นั่งงอกอ้อยมันเคยที่ตาตูนแต่ไอ้บัดอ้อยนั่งเตยหน้าบัดอ้อยที่ตาต้องเธอเกียงเนี่ยละกาจังวิ่งกาปัดได้เด็กยงเคยเด็กยงยีนั่งเตยจมูกปู่อ้อยนั่งจังแมนวันนัดกับเมียนจมูกยงนั่งได้เตยจมูกคนนี้นั่งคอยดัดท่าเตยดอพลอยมวยเนื้ออ่อนสู้ลุกใบคนนี้จอมมาได้ก็ได้พลอยคลองกัดนึงเราคิดด้วยบุญของลุยโซลามจนทึกกองตอบดอกนักเซรุรุมเจกามิเกียนปีเมาดอกปีโจเมากรองพิงจุกเนี่ยตอนนั้นก็วะเออตอนนั้นก็ผู้อะไรนอนยมเตยนึงเวียอาจารย์ตายบาทเราเตยยมก็เจอชลองตัวปีเนี่ยกัดตามเราคิดด้วยบุญตัวหล่อดอกออมแดงกัดไปเจอรู้สมอคุณลูกขยมจ้องดังแต่ปนังได้จ้องดังถ้าตาลูกปีเจงเตยนั่งเมียนวันนัดเมียนจุ่มไม่ไอเตยจุ่มวยลูกหรือตีลูกฉลาดถ้าเตยจุ่มวยวันนัดได้บ่เตยจุ่มวยวันนัดได้ขยมสู้ต่อตัดติดขยมสู้ต่อตัดติดปีพัวขยมส้มไอลูกไปเจาะได้ปีพัวปรึกมิงเนี่ยลูกถ้ารถเจงปีซอมาพยมวยเตยเนี่ยมาดองลูกถ้าเมาปมวยหรือเงี้ย
ម្ដងទៀតលោកថាម៉ោង 9 ព្រឹកប្រហែលម៉ោង 9 ព្រឹកហើយមិញនេះកញ្ញាមេធាវីទីស្រុនណាសួរលោកថាទៅលឹងយប់ដែរម៉ោង 6 ម៉ោង 7 យប់ល្ងាចទៀតដូច្នេះតើលោកចេញពីស 21 នេះម៉ោងប្រហែលពិតប្រាកដខ្ញុំចង់ដឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងទេ សូមជម្រាបលោកប្រសាសន៍លោកមេធាវីការពារក្តី ចេញពីគុកទួលឆ្លៃនឹងគឺពេលម៉ោង 9 ម៉ោង 9នឹងគឺចេញពីមន្ទីរកន្លែងគូហូបមែនចេញទៅគេឲ្យដើរត្រង់ជួរកុំឲ្យអាណាចេញងាកចេញពីជួរតែចេញពីជួរវាយបាញ់បំបាក់ជើងហើយខ្លាចនឹងដើរត្រង់ដើរតាមគេទៅដល់កន្លែងមួយស្តុកផ្ទះមួយនោះមិនដឹងកន្លែងណាខ្ញុំមិនបានចាំទេនៅចំកន្លែងប៉ោ ស្មុកមុំខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេចង់ដឹងថាចេញម៉ោងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវលោកបានប្រាប់ហើយថាម៉ោង 9 ព្រឹកបាទបាទឥឡូវសំណួរទី 7ជាសំណួរចុងក្រោយពេលលោកកំពុងគូររូបតើលោកមានដែលឃើញខៀវសំផនចូលទៅដែរ ខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីការពារក្តីរឿងខៀវសំផនខ្ញុំមិនដែលឃើញទេមិនដែលឃើញទៅទេលោកអស់លោកសំធំនោះមិនដែលឃើញសោះបាទសូម្បីតែអញនិយាយទៅចូលរូបប៉ុលពតខ្ញុំបានឃើញតែរូបថតទេតែរូបមែនតែមិនដែលឃើញទៅមានអ្នកខ្លះដែរឃើញតែគូរូបថតប៉ុលពតមិនតាមដែរទេឃើញតែរូបថតទេរូបថតនោះគឺគេយកឲ្យនោះគឺថតនៅស្រុកចិនទៀតថតនៅ เชียงไฮខេត្តเชียงไฮប្រទេសចិនគេដាក់ហាងឈ្មោះហាងគេច្បាស់កន្លែងនឹងចោលមូផតដាក់ថាហាងថតរូបលើផ្ការីនៅខេត្តเชียงไฮប្រទេសចិននឹងគេដាក់អញ្ចឹងសូមអរគុណដឹងខ្ញុំសួរនេះវាអាចច្រឡំអញ្ចឹងលោកពេលដែលលោកគូរូបនៅកាលនៅសាលាស្អីបហុអីស្អីបច្ចេកទេសនោះណា មានខៀវសំផនជឿទៅនោះយ៉ាងជំរាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីការពារក្តីបើសួរចំចំណុចនេះគឺខ្ញុំនៅចាំខ្ញុំនៅធ្វើការកន្លែងនោះខ្ញុំកំពុងរៀបតំព័រជាភៅឯកសារជាតែលោកខៀវសំផនសួរខ្ញុំថាមានសួរសាប់ទេមិនដឹងសាប់នឹងគៀនជាង ខ្ញុំមិនដឹងលោកខៀវសំផនបន្តចេញទៅនៃអ្នកធ្វើការជាមួយក្នុងបុគ្គលិកដូចគ្នាគេថាអឹងលោកខៀវសំផនតើបងខៀវសំផនតើបងខ្ញុំអូខ្ញុំវាសិពេចជិពលដល់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកបាទសូមអស់សំណួរលោកប្រធានមេធាវីការពារក្តី Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Bonsoir, Monsieur Meng. Monsieur le juge Lavergne a évoqué tout à l'heure le fait que lorsque vous travaillez au service de la propagande du PCK et à l'école technique de Ruisseau-Kéo, vous étiez quelqu'un de très obéissant au PCK. Si j'ai bien compris, vous avez indiqué que vous avez suivi physiquement mais pas émotionnellement. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, monsieur, développer un peu cette affirmation? តាមការងាររបស់លោកថាតើលោកអាចបញ្យល់ទៅលើចំណុចនេះបានដែរឬទេសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកស្រីមេធាវីការពារក្តីការងារដែលខ្ញុំគេចាត់តាំងហាក់ចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំគូរូបខ្ចៅខ្ចងគ្រឿងម៉ាស៊ីនពុះ ម៉ាស៊ីនទាំងមូលម៉ាស៊ីនឡានម៉ាស៊ីនកណូតអោចរំម៉ាស៊ីនឡានអគ្គគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងម៉ាស៊ីនសពគ្រប់ខ្ញុំតែងតែគូសពបែបយ៉ាងដាក់ក្នុងសិភើឯកសារហើយរៀបជាសិភើដើម្បីឲ្យពួកកូនសិស្សចំណន់នោះគេរៀនអញ្ចឹង
ការចងចាំរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឯកសារធ្វើជាការពន្យល់របស់ចក្រាកម្មដែលមករៀនពីបច្ចេកទេសគ្រូម៉ាស៊ីននឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងម៉ែនគ្រប់តាមបទបញ្ជាថ្នាក់លើពីព្រោះថ្នាក់លើប្រធានថ្នាក់នឹងគេចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំរៀបចំធ្វើឯកសារធ្វើសៀវភៅនឹងយ៉ាងម៉ែនខ្ញុំគោរពបានម៉ត់ចត់ Oui, pourriez-vous peut-être, monsieur, nous dire pourquoi émotionnellement vous indiquez ne pas les servir ? Je comprends que vous nous répondiez qu'un ordre vous avait été donné, donc quelque part physiquement vous obéissiez à cet ordre, mais pourquoi déclarez-vous que vous n'obéissiez pas émotionnellement ? លោក និយាយ ថា លោក មិន គោរព តាម ផ្លូវ ចិត្ត របស់ លោក គឺ លោក មិន ធ្វើ ឲ្យ អស់ ពី កម្លាំង ផ្លូវ ចិត្ត នោះ ទេ អានេ ខ្ញុំ ចូម ជម្រាប លោក ប្រសាស លោក ជម្រាប ប្រសាស លោក មេធាវី កាល ពី ក្តី ពី ព្រោះ ថា រូបកាយ ខាង ក្រៅ គឺ ខ្ញុំ ធ្វើ តាម ការ ចាត់ តាំង របស់ គេ មុខ ងារ របស់ ខ្ញុំ ខាង ផ្នែក គំនូរ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ទៅ ធ្វើ តាម ការ ងារ មុខ ងារ របស់ ខ្ញុំ នឹង ប៉ុន្តែ ចិត្ត របស់ ខ្ញុំ មិន បាញ់ កំណត់ 100% ទៅ លើ អ្នក ដឹក នាំ ទេ ដែល ហេតុ អ្វី ដែល ហេតុ ខ្ញុំ ឃើញ ការ ចម្លៀស អ្នក ស្រុក ចេញ ពី ទី ក្រុង ទី ក្រុង ភ្នំ ពេញ ពី ដើម ស្ងាត់ ងំ ដូច ព្រៃ ខ្មោច បាទ ខ្ញុំ ហួស ចិត្ត ខ្ញុំ អស់ ជំនឿ ក្នុង ហើយ ណា ខ្ញុំ ជម្រាប ផ្សះ លោក យោបល់ ខ្ញុំ មាន ប៉ុណ្ណឹង Ce sera ma dernière question, monsieur. Pourquoi avez-vous alors continué à obéir physiquement? ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាលោកនៅតែបន្តគោរពការងារនោះអស់ពីកម្លាំងចិត្ត សូមកែតម្រូវគឺហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើការងារនោះអស់ពីកម្លាំងកាយ សូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីកាពីក្តី រឿង មុខការ របស់ ខ្ញុំ ខាង ផ្នែក គំនូរ ខ្ញុំ ត្រូវ តែ ធ្វើ គេ ប្រាប់ ឲ្យ ធ្វើ ខ្ញុំ ត្រូវ តែ ធ្វើ ទៅ តា ទៅ តែ បំពេញ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ នៅ តែ គេ ផ្លាស់ ខ្ញុំ មក សហការ តលែង ទៀត ហើយ តែ ខ្ញុំ គេ ថា ខ្ញុំ អនុធន ផ្នែក ខាង ជាង ផ្នែក ខាង គ្រូ បង្រៀន ក្តី ផ្នែក ខាង សាក់ 5 សាក់ 1 ហ្នឹង សម័យ នោះ គឺ និយាយ ទេ តែ សឹក តែ អ្នក មិន ស្គាល់ ពលកម្ម អញ្ចឹង គេ ផ្លាស់ ខ្ញុំ En l'état de la réponse, peut-être, Monsieur le Président, vous me permettrez une dernière question très brève. Est-ce que je peux, Monsieur, comprendre que peut-être c'est par peur que vous avez continué à obéir physiquement? ដោយសារតែលោកមានការភ័យខ្លាចនៅការគោរពក្នុងការងារនោះនៅលើកម្លាំងកាយរបស់លោក ខ្ញុំមិនទាន់យល់ទេសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់មួយសារថ្មីឡើងម្ដងទៀត Vous nous dites, monsieur, que si vous n'exécutiez pas à 100% les ordres qui vous étaient donnés, vous pouviez être transféré. Est-ce que je peux déduire de cette réponse que c'est quelque part la peur qui vous faisait exécuter à 100% les ordres qui vous étaient donnés? ក្នុងការមិនគោរពនៅបញ្ជា 100%នោះហើយដូច្នេះលោកមានការភ័យខ្លាចទៅលើចំណុចហ្នឹង ខ្ញុំជម្រាបប្រសាការពិតគឺអញ្ចឹងមែន Je n'ai plus d'autres questions, monsieur le président.
មេធាវីខ្ញុំអត់មានសំណួរទៀតនោះទេជាងការស្ដាប់សក្ខីកម្មនៃថ្លែងការណ៍របស់អ្នករស់រានមានជីវិតលោកប៊ូមេងដែលយើងធ្វើសម្ណការពេញមួយថ្ងៃនេះឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយមុននឹងអាសម្ណការអង្គជំរះសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់ភិក្ខុទាំងអស់ដែលបានជ្រាបអំពីការដែលអង្គជំរះមានផែនការក្នុងការកំណត់ធ្វើសម្ណការសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកនេះតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកគឺយើងអង្គសម្ណការបានកំណត់ធ្វើសម្ណការអ្នករស់មានជីវិតមួយរូបគឺCP 1/6ប៉ុន្តែដោយសារការកដនីពេលវេលានិងធៀបនឹងអង្គហេតុដែលអ្នករស់រានមានជីវិតរូបនោះបានចូលរួមនិងបានដឹងឮនោះប្រហែលជាអំឡុងពេលធ្វើមិនច្រើនពេកទេប្រហែលជាអាចមួយព្រឹកឬក៏លើសបន្តិចបន្តួចនោះគឺនឹងអាចចប់ហើយអញ្ចឹងទីអង្គជំរះសម្រាប់ដាក់អញ្ជើញនៅអ្នករស់មានជីវិតម្នាក់មួយរូបទៀតគឺ EP 80ដើម្បីត្រៀមបំរុងបើសិនជាមានសល់ពេលវេលាគឺនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់អ្នករស់មានជីវិត EP/80ដែលគាត់នៅក្នុងក្រុមទី3ហើយការដែលមានការប្រែប្រួលនេះដោយមូលហេតុដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងដើម្បីសន្សំចំណាយពេលវេលាហើយមួយទៀតបើតាមលំដាប់នោះគឺត្រូវ EP 61ទេប៉ុន្តែស្ថានភាព EP 61គាត់មានទីលំនៅនៅឆ្ងាយប្រសិនបើធ្វើសម្ណការមិនចប់នោះវាការលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការជូនគាត់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្ងៃមិនធ្វើសម្ណការថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនោះដែលឡែកគឺ EP 80នេះគាត់មានទីលំនៅនៅចិត្តនៅក្នុងភ្នំពេញអញ្ចឹងគឺមានការប្រែប្រួលបន្តិចអញ្ចឹងសូមភាគីទាំងអស់ជ្រាបអំពីបញ្ហានេះហើយក៏ដល់ពីបញ្ចប់ហើយអង្គជំរះសូមប្រកាសផ្អាកសម្ណការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយអង្គសម្ណការនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលាព្រឹកចាប់ពី9:00ទៅដូចសពដងអញ្ចឹងហើយសូមភិក្ខុជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមហើយមន្ត្រីតុលាការសម្បត្តិរួលដល់លោកប៊ូមេងដើម្បីឲ្យគាត់បានត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញទៅបានស្រួលបួលដោយតាក់ទងជាមួយនឹងខាងអង្គភាពវិសុហើយអនុរាជមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់បន្ទប់សម្ណការនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9:00ព្រឹក